Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ update lại cái dự án đó là ALT nha các bạn. Thì đối với cái dự án này thì hôm nay mình sẽ update lại cái phần testnet của họ. Thì về cái dự án này thì hôm trước mình vào 4 ngày trước. Và 4 ngày trước thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người là tham gia vào testnet rồi. Thì hiện tại nó có một cái sự kiện đó là testnet này. Nhận trứng nha, cờ lam trứng. Thì đối với cái sự kiện hôm nay thì các bạn sẽ được đó là cờ lam cái NFT trứng này. Và nó sẽ random nha các bạn. Nó sẽ random đó là 300 người. Thì sau khi anh em hoàn thành xong nhiệm vụ thì anh em vào đây anh em là đăng ký để nó random. Thì nếu mà nó random trúng á, nó sẽ random là 300 người. Nếu mà các bạn trong số 300 người trúng thì các bạn có thể vào đây các bạn cờ lam nha. Thì đối với claim này thì các bạn sẽ nhận được đó là token là ALT nhé. Nếu mà các bạn nắm giữ trứng này. Nếu mà các bạn nắm giữ cái NFT, cái quả trứng này. Thì các bạn sẽ nhận được đó là airdrop, đó là token đó là ALTD của dự án nha. Thì trong cái sự kiện này nó sẽ có một cái nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ đó là thực hiện testnet. Trên 5 transition nha, trên 5 transition. Thì đối với hôm trước bạn nào mà đã làm trên 5 transition rồi á thì bây giờ các bạn cũng cần phải làm lại nha. Hôm trước bạn nào mà đã tham gia testnet và thực hiện trên 5 transition thì bây giờ các bạn cần phải làm lại. Thì làm lại tại vì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra, nó bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 này nha. Ngày 7 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6. Vì thế thì đối với bạn nào mà làm cái testnet này từ ngày 7 tháng 6 và trên 5 transition thì các bạn chỉ cần vào đây các bạn là query cái nhiệm vụ này thôi. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn nhấn nút đăng ký. Còn bạn nào mà chưa làm từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 á, thì các bạn vào đây các bạn thực hiện lại 5 transition, các bạn làm lại nha. Thì đối với cái nhiệm vụ này sau khi mọi người hoàn thành 5 transition testnet của họ thì các bạn phải đợi đâu đó nó sẽ xác nhận cái nhiệm vụ cho các bạn, đó là 24 tiếng nha. Có nghĩa là một ngày sau nó sẽ xác nhận cái nhiệm vụ cho các bạn thôi. Ok, thì đối với cái testnet này bạn nào mà chưa làm thì bây giờ các bạn xem lại cái video này giúp mình nha. Các bạn xem lại cái video này thì mọi người chỉ cần là quay trở lại với cái trang testnet rồi các bạn có thể là sử dụng một mạng lưới bất kỳ, đó là Avalanche, Avax testnet hoặc là BNB testnet hoặc là Matic testnet hoặc là Matic testnet hoặc là Phantom testnet, các bạn là thực hiện là 5 transition là được nha. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ đó là cái mạng lưới là AWS đi. Thì các bạn chỉ cần là connect ví của các bạn thôi nha, trên ví MetaMask của các bạn. Thì các bạn sử dụng mạng nào thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang cái mạng lưới testnet đó nha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng mạng lưới AWS Avalanche Fruit testnet này. Sau đó mình connect ví này. Đấy. Thì sau đó thì ở phần transfer price này thì các bạn chỉ cần là sử dụng cái con token là ALTD hoặc là USDC hoặc là ABT thôi nha. Thì các bạn price từ mạng lưới AWS sang mạng lưới BNB Chain hoặc là các mạng lưới bất kỳ, ví dụ như là mạng lưới Polygon đi, các bạn có thể là chọn là VOA Polygon hoặc là các bạn chọn là Phantom đi, gì đó tùy ý các bạn thôi nha. Đấy. Sau đó thì các bạn điền lại số lượng các bạn muốn price thôi. Đấy, các bạn muốn điền lại số lượng các bạn price, sau đó thì các bạn nhấn nút là send token thôi. Thì về phần này mình đã hướng dẫn cái video từ trước rồi nha. Thì các bạn chỉ cần send thôi, xác nhận giao dịch trên ví thôi. Đó, thì đây. Thì sau khi các bạn xác nhận send token, Brave token như thế này, từ mạng lưới này sang mạng lưới khác, đó là một transition nha. Đó, thì các bạn chỉ cần là thực hiện 5 lần thôi. Các bạn chỉ cần là thực hiện 5 lần thôi là xong nha. Các bạn chỉ cần là thực hiện 5 lần thôi. Rồi sau đó thì các bạn đợi 24 tiếng, nó sẽ xác nhận cái nhiệm vụ này cho các bạn nha, trên 5 transition này. Đấy. Thì tiếp tục thì các bạn có thể là Brave tiếp tục qua cái mạng lưới khác đó, Polygon này, hoặc là các bạn Brave chung một mạng lưới luôn cũng được nha. Các bạn chỉ cần là Brave 5 lần thôi, Brave 5 lần là được, là 5 transition. Hoặc là các bạn có thể là Adbull nha, Adbull khoảng là vài lần, 5 lần hoặc gì đó, hoặc là các bạn farm. Đấy, trên 5 transition là được nha. Ok, thì sau khi các bạn đã đủ trên 5 transition rồi, thì các bạn đợi vào ngày mai. Thì ngày mai nó khi mà nó xác nhận cái nhiệm vụ này cho các bạn này, thì đối với những cái nhiệm vụ khác thì các bạn nhớ follow Twitter nha, vote Twitter này
với lại là Line Twitter này, với lại là Zone Discord của họ này. Thì sau khi các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ ở trên xong, thì ở phía bên dưới các bạn kéo xuống bên dưới, ở phía dưới đây nó sẽ có cái nút đó là Register nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút là Register để các bạn đăng ký thôi. Thì sau khi các bạn đăng ký xong á, thì các bạn đợi nó run zoom nha. Sau thì nó sẽ run zoom sau khi hết sự kiện nha các bạn. Thì đến ngày 18 tháng 6 thì nó sẽ run zoom cho các bạn thôi. Thì nếu mà các bạn trúng thì các bạn sẽ được claim cái quả trứng này. Thì claim cũng cái trang này luôn nha. Nếu mà bạn trúng thì ở dưới đây nó sẽ hiện nút claim cho các bạn luôn. Thì khi nào mà nó run zoom xong á thì mình sẽ thông báo cho anh em sau thôi. Ok, thì các bạn nhớ lưu ý nha, sau khi các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ á thì các bạn nhớ kéo xuống đây, các bạn nhấn vào nút đăng ký nha. Các bạn đăng ký ở phía phần dưới đây nè. Đấy, các bạn nhớ nhấn đến nút đăng ký để nó run zoom nha. Thì mình nghĩ về hiện tại thì nó chỉ run zoom 300 người thôi. Thì mình nghĩ thì trong đâu tuần sau hoặc là tuần nữa nó sẽ có những cái chiến dịch khác để chúng ta là tham gia nha. Thì hiện tại nó chỉ ra cái chiến dịch đầu tiên này claim trứng như thế này thôi. Cho nên là anh em cố gắng tham gia nha. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái dự án là ALT thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.